Ở phía xa thì khách chúng tôi đang xem cá, thực hiện phương pháp là đi thuyền thúng. Phải nói là nước đây rất chi là trong, mỗi tội là bãi cát nó hơi ít. Tắm biển đây thì cực kỳ sướng đây. Các bạn có thể thấy là đây, nước cực kỳ trong nha, xanh. Tại vì càng xa bờ thì nước càng trong càng xanh. Và đây là khu vực bảo tồn là hòn Mun, là có những dải san hô nằm sâu phía dưới biển, nên các bạn có thể dễ dàng các bạn quan sát được bằng mắt thường. Các bạn ngồi thuyền thúng ra kia thì các bạn sẽ đỡ tốn công bơi hơn, và ra đó cũng xem được những dải san hô ở phía dưới. Vâng, hiện tại chúng tôi đang có mặt ở tại Hòn Mun. Hòn Mun vào lúc 9:30 sáng thì hiện tại là vẫn chưa có khách. Sáng nay chúng tôi định vào vịnh san hô nhưng mà khách của chúng tôi là quyết định là không có lặn biển bằng đội mũ, thì quyết định ra Hòn Mun để bơi tự do. Thì đây là Hòn Mun. Bạn có thể xem san hô bằng phương pháp là ngồi tàu đáy kính. Đây, phương pháp ngồi tàu đáy kính, đúng rồi. Ngồi trên tàu, đó là nhìn xuống. Đấy, trong veo, thấy không? Trong veo. Và các bạn có thể bơi tự do dưới làn nước trong xanh. Các bạn càng ngồi ở trên bờ thì các bạn càng cảm thấy là càng nóng và càng mệt mỏi. Các bạn xuống nước, các bạn hòa mình cùng với dòng nước trong xanh như thế này thì các bạn sẽ thấy nó dễ chịu hơn. Đó. Phía xa xa kia các bạn có thể nhìn thấy đó chính là ở Nha Trang. Đó. Nha Trang cách Hòn Mun là khoảng 25 tới 27 cây số. Chạy cano là khoảng 20 phút. Đó. Ở đây nếu bạn nào biết bơi có thể bơi ra phía xa kia, phía gần cái mấy con thuyền thúng kia là các bạn có thể xem được san hô. Trăng vẻ đẹp của mẹ đào. Đảo Hòn Mun Nha Trang là một cái tên vô cùng nổi tiếng khi nhắc tới du lịch Nha Trang. Bãi biển đẹp làn nước trong xanh. Hòn Mun được đại dương bao la bao bọc xung quanh vô cùng đẹp, nhìn từ trên cao, khung cảnh đẹp và hài hòa giữa màu xanh của sóng biển hòa với màu xanh của cây cối rất bắt mắt sẽ khiến bạn bất ngờ. Ngoài ra, vị trí địa lý của hòn đảo này cũng gắn với dòng hải lưu nóng được đẩy từ phía xích đạo tới nên đáy biển sở hữu rất nhiều loại san hô phong phú với các hình dạng lạ mắt quy tụ.
Đây cũng là nơi hấp dẫn để cho các nhà hải dương học nghiên cứu và khám phá về đáy đại dương. Hòn Mun là địa điểm du lịch lặn biển đẹp nhất Việt Nam, đã và đang để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với du khách tham quan trong và ngoài nước. Nơi đây hứa hẹn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, trở thành địa điểm du lịch Nha Trang ấn tượng, không thể bỏ lỡ của du khách.